nhằm thể hiện sự quan tâm cũng như góp phần chăm lo cho người khuyết tật, trẻ mồ côi nói riêng và người dân thành phố Đà Nẵng nói chung vượt qua đại dịch COVID-19. Thời gian qua, Hội Bảo trợ Người Khuyết tật và Trẻ Em Mồ Côi thành phố đã tổ chức nhiều chương trình hỗ trợ thiết thực ý nghĩa như phối hợp cùng với công ty website Úc Việt Nam trao tặng 50 suất quà trị giá mỗi suất là 300.000 đồng cho người khuyết tật, trẻ mồ côi và một số gia đình bất hạnh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Thăm và tặng quà cho lao động người khuyết tật tại quận Liên Chiểu quay trở lại làm việc sau dịch với trị giá gần 5 triệu đồng. Trước đó, ngày 20 tháng 11 năm 2021, Thành hội cùng một số mạnh thường quân đã tổ chức thăm tặng quà các thầy cô và tặng sách vở, nhu yếu phẩm cho các em nội trú tại trường cấp 2 Nguyễn Tri Phương, xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang. Cũng dịp này, hội đã tặng 40 suất quà gồm nhu yếu phẩm cho bà con hai thôn Tà Lan, Giàng Bí thuộc xã Hòa Bắc bị ảnh hưởng dịch và mưa lũ trị giá gần 20 triệu đồng. Dịch COVID-19 hiện vẫn diễn biến phức tạp trên địa bàn thành phố và tiếp tục ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của nhân dân thành phố, đặc biệt với những người khuyết tật và trẻ mồ côi. Những món quà tình nghĩa này không chỉ góp phần hỗ trợ vật chất cho đời sống hàng ngày, mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn giúp họ vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.